chức năng của luật và trật tự, bao gồm... Mình biết. Chọn mình nè. Lại là cậu nữa sao? Andrew, mình giơ tay trước mọi người mà. Có lẽ cậu muốn trả lời phải không? Đúng vậy, thật là vinh dự khi đứng kế cảnh sát viên tốt nhất trong thành phố này. Cậu là người tuyệt nhất đấy. Nhưng hôm nay mình sẽ chứng minh lòng trung thành không chỉ bằng lời nói. Mình dành cả buổi tối để làm cái này đấy. Nhìn đẹp không hả? Úi, mong là cậu ấy không tự hại mình. Andrew, cậu muốn bị trừng phạt sao? Ô, xin lỗi, bức tường này không chịu nổi lòng dũng cảm của cậu. Nhưng ổn rồi, để mình giữ lại cho. Ao, cậu vừa làm cái quái gì vậy hả? Ha ha, danh dự bị phá hủy rồi. Tên mọt sách tự mình phá hủy. Mình chưa nhắm kỹ, để mình giúp cho. Ui da, không tốt chút nào. Úp, mình chịu hết nổi những thứ này rồi. Cậu cần phải vào tù ngay lập tức. Chuẩn bị để dành thức ăn thôi. Có gì mới kìa? Định viết sách hay làm bài tập luận hay sao vậy trời? Thật ra thì cả hai. Bình tĩnh nào Andrew. Nhà tù này là nhà mới của cậu đấy. Mình chỉ muốn hỏi là bây giờ mình sẽ ngủ ở đâu đây? Đúng là tên bốn mắt. Ha ha. Nghe thấy không, cảnh sát? Tự mình đi khám phá đi nha. Chỗ này là chỗ ngủ nè. Thoải mái lắm đấy. Đừng khóc nha, mọt sách. Kinh nghiệm đầy mình như Nico đây sẽ làm cho cậu một chiếc giường. Xong rồi, cậu sẽ ngủ ngon giấc thôi. Cậu sẽ muốn viết sách về nó đấy. Hên là có việc cắt tông cho cậu đấy. Ồ, đúng rồi, bạn cùng phòng lúc trước của mình cũng không ngủ được. Không biết cậu này sẽ ra sao nhỉ? Hài hước đấy. Mình muốn về nhà. Cứu. Mình cần phải thật khỏe mạnh khi gặp những người khác trong tù. Cậu ấy có thể ngáy như máy cày trong bao lâu nữa đây? Còn chó đã ăn bài tập của em. Này thiên tài, có ai không? Thức dậy đi. Mình không thể suy nghĩ được gì hết chỉ vì cậu ngáy quá trời luôn đó. Này, Nico, lại đây một chút nào. Ồ, mình hiểu cậu rồi, cảnh sát. Mình sẽ hoàn thành nó ngay bây giờ. Cậu sẽ nhớ mãi kỳ nghỉ này thôi. Mình điếc mất thôi. Nhìn cậu hài hước quá. Chúc mừng sinh nhật nha. Chúc cậu mau ra khỏi đây. Bánh của cậu nè. Mình tự làm đấy. Thổi nến đi. Ok, mình sẽ ướt gì đây nhỉ? Nhận lấy nè, đồ mọt sách. Và mình vẫn cứ nghĩ là nó tốt hơn đồ ăn ở trong tù chứ. Cái bánh nhìn vẫn ăn được đấy chứ. Mình còn một món quà này. Gì vậy ta? Với lương của cậu ấy thì có thể mua được gì chứ? Chuẩn bị tạm biệt giường bằng việc cắt tông đi. Bởi vì mình mang cho cậu một món quà cực đỉnh đây. Còn đứng đó làm gì? Ngại hả? Wow, một chiếc giường mới hả? Chân của mình có thể để vừa không? Cảm ơn nha. Ha, tiếc là chỉ có một cái giường mới nhỉ. Cậu ấy ngây thơ quá đi. Đúng vậy. Dù vậy mình cũng từng là học sinh xuất sắc ở trường đấy. Ai là nữ hoàng của giường mới đây? Là Nico đấy. Hả? Mình mượn điện thoại được không? Đưa mình cái điện thoại đi. Chỉ vài phút thôi đấy. Mình cũng đâu cần nói chuyện đâu. Yeah, nhìn nè. Làm giống vậy đi. Gì vậy? Cậu cũng không hiểu sao? Thứ này là cái gì vậy? Ồ, bọn họ không hiểu hả? Vậy thì mình tự làm vậy. Cái này chắc là được rồi. Hay là mình có cuốn sách hướng dẫn ở đây. Được đi đâu cả nhé. Nhìn này, các bản vẽ mình cần đã ở đây. Nên mình sẽ bắt tay vào việc ngay bây giờ. Cậu có bao giờ thấy một tội phạm cố gắng làm việc chưa? Mình không có hứng thú để xem quá trình đâu. Cơ chế đơn giản. Trọng lực sao? Thôi tự làm vậy. Mình nghĩ là còn thiếu thứ gì đó. Này, nữ tù nhân, tránh ra nào. Ồ, thì ra là vậy. Cậu định làm gì vậy? Cậu đẩy mình đi đâu đây? Lúc đầu Nico đầu gấu không nghĩ là người mới vào sẽ hữu dụng ra sao. Cậu nghĩ thế nào? Ồ, cậu cũng không hoàn toàn vô dụng. Đẹp lắm đấy. Làm rất tốt. Nhưng mình sẽ lấy giường trên nha. Tùy cậu thôi. Mình cũng xây được một thứ nè. Nhìn đi. Hả? Cái gì vậy? Cậu phải tôn trọng cục cưng của mình một chút chứ. Đồ độc ác. Dương Minh, luật của mình
Đúng là một ngày tuyệt vời, phải không? Đúng là tuyệt thật. Đừng lười biếng nữa, các tù nhân. Tỉnh dậy đi. Lấy bưu phẩm này. Nó nặng quá. Hàng của mình đây rồi. Công nhận là nặng thật đấy. Phiêu, phải đề nghị tăng lương thôi. Ngay cả nhà tù cũng không ngăn cản được việc tập thể dục. Ồ, mơ ước của mình thành hiện thực rồi. Đùa với mình hả? Sao mình lại cần giàu chứ? Thử hỏi cậu ấy xem nào. Cái chai nào cơ? Đừng nói nữa, và xuống đây coi. Có một chai dầu trong hộp này. Nhưng mình muốn máy chạy bộ cơ. Giải thích được không? Có lẽ là trò đùa chăng? Có lẽ sẽ tốt hơn khi xài lên da. Được, mình có cách rồi. Mình đây, làm gì tiếp theo bây giờ? Cầm thanh chắn. Sẵn sàng chưa? Được rồi, thời khắc của sự thật. Đây là lần đầu tiên Andrew giải quyết vấn đề về thể thao. Hãy lập kỷ lục nào. Bắt đầu. Chạy đi. Vận động viên, mình tin cậu. Cậu ấy có bao giờ chạy không vậy? Thôi nào, cố gắng lên. Cậu muốn đấy nha. Cố lên, thêm một chút nữa. Cậu sẽ trở thành siêu sao chạy bộ đấy. Cô ấy đã cố rồi. Chúng ta có một nhà vô địch mới. Được rồi Nico, hết giờ rồi. Cậu đã phá vỡ kỷ lục. Đứng lên đi nào. Mình mệt quá. Chưa hết đâu, còn cái này nữa. Cậu muốn làm gì nữa đây? Bây giờ cậu giúp mình đi. Canh thời gian cho mình nào. Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu. Giải đi. Cố lên nào, làm mình tự hào về cậu đi. Xong rồi, một môn sinh học. Cậu đã trước 2 phút kỷ lục của một sách thế giới rồi đấy. Thôi xong, cháy rồi. Wow, nhìn này, kỷ lục mới. Cậu đúng là thiên tài. Đập tay nào. Buồn thật, mình không có cạnh tranh với cậu được. Nhưng mình là người thông minh nhất. Và nó giúp ích được gì không? Có chứ. Đến lúc khởi động thật rồi. Đẹp không? Mình tự làm đấy. Vậy chuẩn bị bất ngờ đi. Cậu nghĩ sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện. 1, 2, 3, bắt đầu. Cuối cùng thì trong tù cũng bình dị thật rồi. Mình cũng đâu có yếu đâu, nhỉ? Đừng có nói nhiều, tập luyện đi nào. Giờ chân cao lên tí nữa. Kết thúc chuyện này đi tù nhân. Đến giờ đi ngủ rồi đấy. Mình vừa mới thích nó thôi mà. Kỳ lạ thật đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Cậu nặng thật đấy. Chúc ngủ ngon. Ngủ ngon nhé các cậu. Im lặng là vàng. Mặc dù họ khác nhau, nhưng các tù nhân đều ngủ rất ngon trên chiếc giường ấm áp này. Có lẽ cậu ấy đi rồi. Mình sẽ đọc sách. Tối nay lại không được nghỉ nữa rồi. Đến giờ tập thể dục rồi. Nó rất tốt cho sức khỏe đó. Mình vừa tìm thấy một cái bắt đồng to bằng cả văn phòng. Ôi, không biết áp lực lên móng tay thì ra sao nhỉ? Tính xem, cậu thông minh mà. Wow, luyện tập về tinh thần sao? Nó nặng ra sao vậy? Có lẽ khoảng 1 hour hoặc cỡ đó. Có vẻ như một sách Andrew không thể cưỡng lại được những thử thách mới. Chuyện gì vậy? À, đúng rồi. Chìa khóa. Mình để nó ở đâu nhỉ? Thôi thì mình có cách đối phó là được rồi. Cái gì vậy, anh cảnh sát? Nhắm mắt lại và quên nó đi nhé. Gì cơ? Cậu ấy bị gì vậy ta? Tin vui cho các cậu đây. Nhà tù của chúng ta thắng giải. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp một vài thứ ở đây. Wow, nâng cấp sao? Mình có một vài ý tưởng rồi. Chúng ta làm chỗ spa và gym nha. Cái đó không phù hợp đâu. Để mình giúp. Mình có rất nhiều ý tưởng hay. Đúng là cuộc sống mà. Chứ sao? Ouch. Các cậu cứ làm thứ đó đi. Rồi mình sẽ kiểm tra lại ngay. Mình làm tốt quá. Mọi thứ đều rất tuyệt vời. Cái đẹp nhất đã dán lên đây rồi. Xong rồi, nhà triết học. Đến lúc nghỉ ngơi rồi đó. Và ai đó đã vào đây một cách bất ngờ. Nhưng chìa khóa đâu rồi nhỉ? Trong tù chăng? Một mớ hỗn độn gì đây? Cậu là ai? Và bảo vệ của tụi mình đâu rồi? Mình không đọc được. Nhỏ tí một chút đi. Mình hết kiên nhẫn rồi đó. Có cần mình nhắc lại ai là ông chủ ở đây không? Mình vừa có hy vọng ở các cậu mà các cậu đã phá hủy nó rồi. Cậu có muốn dán bông hoa lên đây không? Mình hiểu mà. Mình sẽ im ngay.
Mọi thứ phải được làm lại mới được. Giờ mình thông báo tổ chức tuần lễ thời trang trong tù. Được rồi, trưởng phòng sẽ tới ngay thôi. Đủ rồi đó. Và xem tiền giải sài như thế nào. Tưởng cậu là trưởng phòng chứ. Vậy cậu sẽ viết một quyển sách về mình chứ. Cứ tự nhiên, ngài có thể cảm nhận được sự mềm mại của nó. Nó được làm từ thợ tốt nhất. Đây, gặp các tù nhân đi. Ô, ngài trưởng phòng. Đây là Nico, bị bắt vì lấy trộm thanh tập thể dục. Đừng đánh mình nữa. Ô, chào giám đốc. Xin đừng khó chịu, là nghệ thuật đấy. Là một phong cách mới. Mời ngài ngồi xuống, buổi biểu diễn sẽ bắt đầu ngay thôi. Mong là nó không tệ. Chào quý vị và khán giả. Mình rất vui khi hôm nay sẽ trình diễn thời trang ở trong tù. Vỗ tay nào. Giờ thì hãy gặp Nico. Hãy chào mừng cô ấy đi nào. Đây là một phong cách điển hình của cô gái thể thao đấy. Thật là kinh điển, phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ dành sự chú ý cho mọt sách thời trang. Úi. Mình đem theo vật dụng của mình đây rồi. Thật phong cách và thời thượng. Đúng vậy, vẫn còn rất nhiều bất ngờ đấy. Xin mời Nico lên sân khấu với một vẻ ngoài khác lạ. Nghề thể thao của cô ấy, tất nhiên rồi, ở một tầm cao mới. Úi, nặng quá, lỗi kỹ thuật một tí thôi. Tạm biệt Nico, xuống đi nào. Tiếp theo là Andrew lên sân khấu. Wow, cậu ấy thay đổi một cách chóng vánh. Hay quá, chụp một kiểu làm kỷ niệm nào. 10 trừ 8 cộng căn bậc 2 của 9. Và đúng như mình nghĩ rồi. Đúng là cá tính quá nhỉ. Bây giờ, điểm nổi bật của tối nay. Xin vỗ tay. Sẽ không để ai gian lận đâu. Mình biết hết mọi thứ đấy. Đúng, đúng vậy. Một cô gái tràn đầy năng lượng và sự thu hút đáng chú ý. Thời khắc của sự thật. Ngài nghĩ thế nào, trưởng phòng? Trừng phạt ngay cho tôi. Ông ấy không hiểu gì về thời trang hết. Mình chỉ là được thuê thôi mà. Giờ phải tập cơ sao đây? Chán quá đi mất. Này, mọt sách, có hiện tượng gì xảy ra kìa? Tạm biệt đồng phục yêu dấu. Tạm biệt bánh vòng. Có chuyện gì vậy? Để coi nào. Anh cảnh sát hả? Có một số chuyện cậu biết đấy. Được, tụi mình hiểu mà. Mình muốn nơi nào đó ấm áp một tí. Ồ, mình hiểu rồi. Bây giờ ngài Rogers đây muốn một nơi để ngủ. Mình từng làm bánh cho cậu mà. Mình còn nhớ chứ. Đợi mình tí nha. Mình có một thứ nhân dịp cậu vào đây. Chúc ngủ ngon nhé, anh cảnh sát. Cậu có thể ngủ trên cái này nè. Mình từng là nhân viên của năm. Mà giờ thì chúng ta thật là ăn ý. Các bạn, nên để Alan ngủ trên mặt đất hay là làm một chiếc giường 3 tầng đây nhỉ? Hãy bình luận bên dưới nha. Tạm biệt.